những tin nhắn giả mạo, tin nhắn rác có nội dung khiêu dâm, kích động bạo lực hay cờ bạc. Những lỗ hổng bảo mật của sóng 2G đang bị tội phạm mạng khai thác một cách triệt để và ngày càng tinh vi hơn tại Việt Nam, thông qua các trạm BTS bất hợp pháp được thuê hoặc được mua từ nước ngoài để phát tán tin nhắn rác. Nếu quý vị đang sử dụng một chiếc điện thoại là điện thoại cũ, không có kết nối Internet, thì những tin nhắn này đến với điện thoại của quý vị sẽ chỉ là những văn bản nội dung bình thường. Tuy nhiên, khi là sử dụng những chiếc smartphone thì đây lại là những đường link giả mạo, dễ gây lừa đảo. Quý vị đang theo dõi chương trình An ninh với cuộc sống của truyền hình Công an Nhân dân. Thời gian qua, người dùng ở nhiều khu vực tại Việt Nam nhận được tin nhắn chứa brand name mạo danh ngân hàng hoặc có nội dung khiêu dâm, xúi dục cờ bạc, cá độ. Theo Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông, đây là tin nhắn lừa đảo dụ người dùng truy cập đường link để cài phần mềm độc hại hoặc đánh cắp thông tin tài khoản. Như yêu cầu của tin nhắn là đăng nhập vào cái đường link đó, khi mà chồng tôi ấn vào cái đường link đó cũng đã đăng nhập tên và password rồi, nhưng chưa thực hiện cái thao tác đăng nhập mà đã giật mình nhận ra là ở bên ngoài thì ghi là ứng dụng Digibank, nhưng khi mà vào cái đường link đó thì lại là giao diện web. Và thật là may mắn khi là chồng tôi đã phát hiện kịp thời và không đăng nhập lại. Lúc đó thì chồng tôi đã thực hiện thao tác là chuyển hết tài khoản sang một ngân hàng khác và thực hiện ngay cuộc gọi cho tổng đài. Tôi và những người dân trong khu phố đã nhận được một tin nhắn của tổng đài ngân hàng để truy cập vào một đường link. Nhưng mà khi tôi làm theo và tới bước cuối cùng, tôi nảy sinh cảm giác nghi ngờ và đã liên hệ lại với tổng đài để xác nhận lại. Thì may là tôi không bị lừa. Thủ đoạn chung của kẻ gian là đánh vào tâm lý lo lắng của người dân khi nhận được thông báo của ngân hàng hoặc lợi dụng trí tò mò, nhu cầu sinh lý, từ đó dẫn dụ các chủ thuê bao. Công cụ chỉ cần tạo ra một trạm phát sóng BTS giả lập. Đối với những trạm BTS giả mạo thì thường là nó là những thiết bị khá là nhỏ gọn, thường họ sẽ phải nhập lậu qua các cái đường không chính này. Các cái trạm này thì nó sẽ gồm các cái thiết bị cứng và các một số cái phần mềm open source mình có thể tải từ trên mạng. Và cái việc là chi phí để xây dựng các cái trạm giả mạo này rất là rẻ. Đặc điểm của các cái trạm này thì nó rất là nhỏ gọn nên có thể mang, và thường là nó sẽ di chuyển vào các cái khu vực dân và sử dụng để phát sóng ở trong khu vực đấy. Khi mà kết nối thuê bao di động với cả nhà mạng thì nhà mạng thì xác định thông tin của thuê bao di động, nhưng mà lại thông tin di động thì không cần xác định cái thông tin của nhà mạng đấy. Vì vậy nên đã tận dụng cái lỗ hổng đấy thì để các BTS giả đi vào hoạt động. Lúc hoạt động thì là các đối tượng sử dụng BTS giả là dùng các sim điện thoại để thu những thông tin của cái BTS của các nhà mạng, sau đấy thì bật các BTS giả để phát với mức công suất nó lớn hơn để chấn áp sóng của các BTS thật. Hạ thì công nghệ từ xuồng 2G, và sau đấy thì là gửi các tin nhắn đến cho thuê bao từ BTS giả đến thuê bao di động. Có thể thấy rằng đây là những cái hành vi vi phạm pháp luật ở mức độ nghiêm trọng. Và chính vì vậy mà các nhà làm luật cũng đã dự liệu được những cái hành vi kiểu dạng tương tự như vậy và đưa vào trong cái quy định của Bộ Luật Hình sự. Cụ thể là theo quy định tại Điều 289 của Bộ Luật Hình sự về tội xâm nhập trái phép về mạng viễn thông, thì với cái quy định tại Điều 289 này thì có thể thấy rằng là mức hình phạt có thể lên tới cao nhất là 12 năm tù. Không kể gây ra hậu quả gì, chỉ cần có những cái hành vi mang tính chất chèn phá sóng để thực hiện các cái hành vi vi phạm pháp luật này để thì từ đó sẽ có thể dẫn tới là bị xử lý về mặt hình sự. Tại Cục Tần số Vô tuyến điện, hàng ngày các chuyên gia phải thực hiện liên tục các hoạt động rà soát, dò sóng để phát hiện ra các trạm BTS giả lập đang hoạt động trong khu vực. Đây là một hoạt động thường xuyên liên tục nhằm ngăn chặn, đấu tranh với những kẻ trộm sóng điện thoại. Anh ơi, tín hiệu ở Trần Cung anh ơi. Ok nhá. Anh ơi, anh thấy rõ chưa ạ? Rõ rồi, đang di chuyển ra Trần Cung. Vâng ạ, xe đi anh ạ. Ok. Ngoài ra còn một cái tín hiệu này nữa thì chắc là phải đi giải mã. Đúng rồi đây ạ. Tín hiệu này là băng này là băng 2021 rồi. Thì hoạt động của thiết bị BTS giả thì càng ngày càng tinh vi. Nếu như trước đây thì là nó những thiết bị nó cố định đặt ở một chỗ, thường đặt trong các nhà khách sạn, nhà nghỉ để phát sóng, thì nay đã cải tiến xuống một thiết bị nhỏ gọn hơn để có thể đặt trên ô tô hoặc là thậm chí đeo ba lô để phát trên các cái tuyến đường.
Mục đích của các đối tượng khi mà sử dụng các cái trạm này thì cũng khá là nhiều. Ví dụ như là có những đối tượng thì chỉ đơn giản là có thể là họ sẽ thu thập thông tin của người dùng thôi. Thứ hai có thể là họ sẽ sử dụng trong cái mục đích như là các tin nhắn rác mà mọi người đang gặp rất là nhiều như quảng cáo, hay là các cái tin nhắn lừa đảo tiền, đặc biệt là trong lĩnh vực tài chính rất là nhiều. Nếu như nghiêm trọng hơn thì có thể ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, thì như là họ sẽ sử dụng các cái chiến dịch phát các tin nhắn giả gây ảnh hưởng uy tín của các cơ quan nhà nước. Từ trước giờ thì cục đã phối hợp với các cái cơ quan chức năng, thì sắp tới thì cục sẽ tăng cường phối hợp với các cái nhà mạng di động, thì các nhà mạng di động là đơn vị mà sẽ truy vết cái dấu hiệu của những khu vực mà có thể có cái BTS giả, và cục tần số thì sẽ sử dụng các cái phương tiện thiết bị hiện đại của cục để đo kiểm soát và truy vết chính xác vị trí BTS đang hoạt động, và sẽ phối hợp với cả cơ quan công an để là truy bắt trực tiếp cái đối tượng đang sử dụng BTS giả. Bộ Thông tin và Truyền thông cần thiết phải tự với cái chức năng của mình phải thực hiện các việc kiểm tra giám sát thường xuyên để có những cái phương tiện phát hiện ra những cái máy thu phát sóng giả này để mà ngăn chặn và yêu cầu phối hợp đối với các lực lượng chức năng, cụ thể ở đây là lực lượng công an, để mà xử lý các cái đối tượng này một cách nhanh chóng nhất. Ngoài ra thì Bộ Thông tin và Truyền thông cần phải phối hợp đối với các bộ ngành khác, ví dụ như là Bộ Tài chính hay là Hải quan, để làm sao mà phát hiện ra những cái máy thu phát sóng này, để tránh trường hợp mà các cái máy thu phát sóng này được bán tràn lan trên các cái trang thương mại điện tử hay như là tuồn vào Việt Nam qua các cái cửa khẩu. Theo các chuyên gia an ninh mạng, khi các thiết bị di động nằm trong phạm vi của các BTS giả lập, ban đầu sẽ có hiện tượng mất tín hiệu, sau đó chuyển về chế độ 2G và có thể tiếp tục sử dụng để nghe, gọi, nhắn tin. Tuy nhiên, tốc độ sẽ chậm hơn rất nhiều so với bình thường do phải đi qua trạm giả trung gian mới kết nối được các trạm BTS thật của các nhà mạng viễn thông. Khi mà nhận được những tin nhắn mang nội dung mang tính chất kích động về các cái hoạt động vi phạm pháp luật thì cần thiết là phải hết sức là tỉnh táo, không nghe theo vào những cái sự kích động đó, dù có thể kèm theo đó là những cái lời mời rất hấp dẫn. Đặc biệt nếu như xuất hiện những cái đường link lạ thì không được phép truy cập vào những cái đường link đó gửi đến, dù cho khi mà những cái tin nhắn đó nó có mạo danh là các cái cơ quan có uy tín, các thương hiệu có uy tín đi chăng nữa, cũng không nên bấm vào những cái đường link được gửi đến như vậy. Đối với các thuê bao di động mà khi nhận được những thông tin tin nhắn như này thì cần có ý kiến kiến nghị phản ánh ngay với các nhà mạng và các cái cơ quan chức năng của bộ như là cục tần số cũng như thanh tra bộ cũng như địa phương thì là các sở thông tin truyền thông và các cơ quan công an, và cụ thể như là cơ quan theo dõi như A06 và cục A06 cũng như các phòng A06 địa phương để tiếp thu phản ánh những thông tin đấy thì các cơ quan quản lý biết để xử lý kịp thời. Thiết bị chạm phát sóng BTS giả có thể phát tán hàng chục ngàn tin nhắn mỗi ngày. Và nguy hiểm hơn nữa đó là các đối tượng có thể giả danh bất kỳ cơ quan hay tổ chức nào, và không loại trừ các đối tượng xấu có thể lợi dụng vào mục đích kích động, bạo lực, chống phá đảng và nhà nước. Do đó thì người dân cần nhận diện thủ đoạn của các đối tượng này để tránh rơi vào kịch bản mà tội phạm đã dựng lên. Để có thể ngăn chặn và đấu tranh với tội phạm công nghệ cao, mỗi người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác của bản thân, tránh lơ là, dễ dàng tin vào những tin nhắn dịch vụ sai trái do đối tượng xấu cung cấp hình ảnh, ảnh hưởng tới bản thân, gia đình. Chương trình An ninh với cuộc sống ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo của INTV.